Giao lưu văn nghệ tối ngày hôm nay đã được sự cổ vũ động viên của các bộ đảng viên và nhân dân, các nhà hảo tâm cùng các quý vị khách quý xa gần ủng hộ cho đêm văn nghệ thành công tốt đẹp. Thay mặt cho chi ủy chi bộ các tổ chức đoàn thể, thay mặt cho chi ủy chi bộ các tổ chức đoàn thể và nhân dân thôn Kim Bốc, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đơn vị, các đồng chí cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Kim Bốc, các nhà hảo tâm. Lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt xin trân trọng cảm ơn. Một lần nữa, ban công tác mặt trận cũng như ban thôn xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt của quý vị và các bạn trong đêm văn nghệ ngày hôm nay để khép lại chương trình văn nghệ sẽ là tổng ca hạnh phúc ngày và đêm do các đồng chí trong thôn trình bày. Là trái yêu. Anh chào mùa hè quân tháo hạt đài.